Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc Sam Sơn đánh đối thủ trong trận đấu với Ceres Negros tại AFC Cup 2017, câu lạc bộ Hà Nội đã có văn bản báo cáo VFF đề nghị VFF có hành động đối với việc tiền đạo nhập tịch bị lăng mạ, phân biệt chủng tộc. Ngày hôm qua, toàn đội đã về Hà Nội và phóng viên của bóng đá TV đã có cuộc phỏng vấn với Sam Sơn, người đã phải nhận thẻ đỏ khiến đội nhà nhận thất bại trên đất Philippines. Tôi yêu bóng đá. Bóng đá là niềm đam mê của tôi. Nhưng tôi cũng biết trong bóng đá không có chỗ cho bạo lực. Tuy nhiên điều gì cũng có nguyên nhân của nó. Các hậu vệ của Ceres đã gọi tôi là con khỉ đen. Đây là sân bóng chứ không phải sở thú, nên đây không phải là chỗ dành cho tôi. Điều đó đã khiến cho tôi rất tức giận, bởi không chỉ có một người nói như vậy, mà có tới hai cầu thủ của đối phương đã nói như thế. Đã có sự phân biệt chủng tộc và tôi không thể bình tĩnh dẫn tới những hành động không hay. Ở Việt Nam, không ai xúc phạm tôi như vậy và tôi hạnh phúc khi chơi bóng ở đây. Tuy nhiên, dù sao thì tôi cũng đã sai khi đấm và húc đầu vào họ. Tôi mong AFC sẽ xem xét lại băng hình trước khi đưa ra án phạt dành cho tôi, bởi trong bóng đá không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc. Hành động phi thể thao của Sam Sơn đã khiến anh phải nhận thẻ đỏ và khiến câu lạc bộ bóng đá Hà Nội gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu trong bối cảnh thiếu người. Và tiền đạo nhập tịch cũng đưa ra lời xin lỗi sau vụ việc vừa qua tại Philippines. Trong một trận đấu, nếu có một người bị chấn thương hay phải nhận thẻ đỏ, thì đội bóng đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy nên tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến ban huấn luyện, các cầu thủ của Hà Nội, các cổ động viên trong nước cũng như nước ngoài. So em xin lỗi em thẻ đỏ đã Ceres AFC. Em đến nói câu lạc bộ Hà Nội, fan Hà Nội, fan Việt Nam, fan nước ngoài là em xin lỗi em thẻ đỏ. Vâng, sai lầm không ai có thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng nhất là bản thân mỗi người phải nhận thức được sai lầm của mình và tự rút kinh nghiệm cho chính bản thân. Hy vọng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy những hành không đẹp của Sam Sơn trên sân bóng nữa.